Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng Chạp dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường Đức Tính của Xuân Thường trong khóa an cư kiết đông 2013-2014. Chúng ta biết rằng ở trong cả Đức giáo á, họ có đặt vấn đề là Thượng Đế có phải là một người hay không, một con người hay không. Nếu mà Thượng Đế không phải là con người, không phải là một người, thì làm sao mình cầu nguyện được? Rất là khó. Thành ra cái vấn đề đó là vấn đề rất là lớn trong cái Đức giáo. God is a person. A person. Cuối thế kỷ và vào khoảng hạ bán thế kỷ thứ 20 á, thì có những cái nhà thần học họ nói rằng là tuy là Thượng Đế không phải là con người, nhưng mà không phải là Ngài ít hơn một con người. Cái câu này nó hơi rắc rối. Thế anh là God is not a person but is not less than a person. Tức là họ đi tới cái quan niệm là Thượng Đế không phải chỉ là một con người. Đó là một bước tiến rất là lớn. Trong đạo Phật đó, thì mình có quan niệm chúng sanh là một. Chúng sanh là những người mê mờ, đang đau khổ. Và Bụt là một người giác ngộ và không còn đau khổ. Và thường thường mình phân biệt chúng sanh khác và Bụt khác. Mình có khuynh hướng suy nghĩ rằng khi mà mình thành Bụt rồi đó, thì mình không còn là chúng sanh nữa. Nhưng mà cái nhìn đó không có đúng với là cái thấy của Phật giáo Đại Thừa. Thì tại vì theo cái thấy của Phật giáo Đại Thừa thì nếu không có chúng sanh thì cũng có buộc buộc. Cho nên là chúng ta mới có cái lý thuyết gọi là sanh Phật bất nhị. Sanh Phật bất nhị tức là buộc chúng sanh đó. Không phải là hai cái riêng biệt, không phải cái này có thể có ngoài cái kia. Sanh Phật bất thì nghĩa là chúng sanh đó, và Bụt đó, không phải là hai cái thực tại
tách rời riêng biệt. Không có cái này thì không có cái kia. Sở dĩ có Phật là nhờ có chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì không bao giờ có Phật hết. Thành ra Phật và chúng sanh là một cặp đối lập. Và hai cái bên ngoài nó thấy như đối lập nhau đó, nhưng mà phải nương vào nhau mà thành, cũng giống như buồn với sen. Nếu không có buồn đó, thì đố anh có sen được. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Thì theo cái thuyết, theo cái đạo lý duyên khởi ấy, thì tất cả đều duyên sinh hết. Tất cả đều duyên sinh hết. Ví dụ như là con người á, con người khi mà nhìn vào con người á, thì mình thấy những cái yếu tố không phải là con người. Tức là những yếu tố đó là đất đá, khoáng, là cây cỏ, là cầm thú. Có đất, có nước, có lửa, có gió. Rồi những thứ đó lâu ngày nó có điều kiện thì nó sinh ra cây cỏ và nó sinh ra những cái loài chúng sanh. Và có những loài chúng sanh thì rồi mới có con người. Thành ra mình nhìn vào con người, mình thấy những cái này. Và nếu mình lấy những cái khoáng và khoáng chất, cây cỏ và cầm thú ra khỏi con người thì con người không còn nữa. Cho nên con người cũng là đất đá, con người cũng là cây cỏ, con người cũng là cầm thú. Nếu không có đất đá, cây cỏ, cầm thú rồi nữa thì không có người. Mình có thể nói rằng khi mà con người, khi mà mình trở thành con người rồi thì mình không còn là đất đá, cây cỏ và cầm thú nữa. Không phải. Mình vẫn tiếp tục làm cây cỏ, đất đá và cầm thú ở trong con người. Những cái yếu tố không phải con người nó vẫn còn ở trong con người của mình. Thì cũng như vậy, bụt á, là thành Phật rồi. Nhưng mà những yếu tố không phải bụt á, nó vẫn có trong bụt. Trong bụt á, nó có những yếu tố nào? Trong bụt nhìn cho kỹ thì thấy có chúng sanh ở trong đó. Có những cái khổ đau mà đã được chuyển hóa. Có những cái phiền não đã được chuyển hóa. Có những cái si mê đã được chuyển hóa. Cũng như là khi mình nhìn vào sen, mình thấy sen được làm bằng những cái yếu tố không phải là sen. Ở trong nó có bùn. Mình biết rằng đã thành sen rồi. Nhưng mà trong sen không thể nào có mặt được nếu không có bùn. Nếu sen muốn tiếp tục là bông sen, thì phải tiếp tục sử dụng những cái chất bùn đó để làm ra sen. Thì mình là con người rồi á. Nhưng mà mình nếu không có đất đá, không có cây cỏ để ăn, không có cầm thú, thì mình có tiếp tục làm người được. Vì vậy cho nên con người và cái mình gọi là
sinh môi đó là hai cái, không phải là hai cái khác nhau, hai cái nó dựa trên nhau mà có. Chừng nào không còn chúng sanh thì không còn Phật, chừng nào không có cầm, không còn cầm thú đất đá và tháo mộc thì không còn người. Sự thật là như vậy. Thành ra mình đừng có hy vọng hão huyền là khi mà mình thành Phật rồi á thì mình vĩnh biệt chúng sanh. Vậy cho nên sanh Phật bất nhị là một cái thấy bất nhị, cái thấy non-dualistic. Mà cái thấy này phải áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, như là cái tay trái, cái tay phải. Chừng nào có tay phải thì chừng đó có tay trái. Anh không thể nào nói rằng tay phải có thể có mặt một mình, không có tay trái. Thì Phật và chúng sanh cũng như vậy, con người và cầm thú và đất đá cũng như vậy. Không có cái này, không có cái kia, cái đó gọi là duyên sinh. Cái đó là tương đại. Ở trong buộc á, nó có hạnh phúc. Ở trong buộc á, nó có tuệ giác. Ở trong buộc á, nó có bồ đề. Bồ đề là cái ngược lại với phiền não. Tuệ giác là cái ngược lại với si mê. Và hạnh phúc là nó cái ngược lại với khổ đau. Nhưng mà theo cái tuệ giác do mình quán chiếu mà có thì tất cả đều là vô thường. Không những khổ đau cũng vô thường mà là vô thường, mà hạnh phúc cũng vô thường. Có phải không? Đâu phải chỉ có khổ đau mới vô thường, hạnh phúc cũng vô thường. Không phải là chỉ phiền não mới vô thường, bồ đề nó cũng vô thường. Anh có bồ đề nhưng mà anh không có tiếp tục tu thì bồ đề của anh sẽ hao mòn. Đừng có tưởng là một khi mình có bồ đề rồi là mình có bồ đề mãi mãi. Tại vì bồ đề cũng vô thường. Có khi mình giác ngộ được, nhưng mà cái giác ngộ đó mình có đem mình nuôi nấng, thành ra cái giác ngộ đó nó lu mờ và mình có sử dụng được. Cái điều này rất là rõ, có nhiều cái mình biết rất rõ, mình có tự giác về nó rồi, nhưng mà mình có đem ra sử dụng, cho nên mình làm, mình hành sự giống như mình không có tự giác. Và vì vậy cho nên Phật cũng vô thường và Phật cũng vô ngã, buộc vô thường và vô ngã. Và nếu mình muốn tiếp tục làm Phật á, thì mình phải tiếp tục sử dụng những chất liệu khổ đau, phiền não và si mê để chế tác hạnh phúc, bồ đề và tự giác. Vì vậy cho nên mới có câu hỏi là thành buộc rồi á, có còn thực tập nữa không? Câu hỏi này nó đơn sơ hết sức, nhưng mà nó rất là quan trọng. Tại vì phần lớn ta có thể nói là 99% chúng ta là khi mà đi vào trong đạo buộc á, thì chúng ta nghĩ rằng khi mà đã thành Phật rồi thì khỏi tu. Tại vì thành Phật rồi mà tu làm gì nữa? Thành Phật nghĩa là có bồ đề, có tuệ giác, có hỷ lạc. Nhưng mà sự thật, Đức Thế Tôn vẫn đi thiền hành, vẫn ngồi thiền, vẫn thực tập an bang thủ ý. Tại vì sự kiện nó rất rõ là hạnh phúc, bồ đề, tự giác nó vô thường. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn nếu muốn nuôi dưỡng nó thì phải tiếp tục thực tập. Và Ngài cũng sử dụng khổ đau, phiền não, si mê để mà tạo ra những cái đó. Giống như bông sen, nó đã thành bông sen rồi, nhưng mà nó không có thể nhảy ra khỏi buồng được. Nếu nó muốn tiếp tục bông sen, nó phải ở với buồng và nó phải sử dụng buồng, nước, vân vân.
cái mê và cái ngộ cũng vậy. Ở trong Đạo Bụt Đại Thừa thì có duyên buộc cả có thể có hình dáng của một con người, như Bụt Thích Ca là một con người. Nhưng mà chúng ta biết rằng con người là một sinh vật sinh sau đẻ muộn. Con người xuất hiện ở trên địa cầu này rất là trẻ, trẻ hơn hết tất cả những cái chủng loài khác ở trên mặt đất. Và như vậy, trước khi có Bụt là không có Bụt sao? Trước khi có Bụt là không có tự giác sao? Không có Bồ Đề sao? Không có hạnh phúc sao? Trước khi có Bụt vẫn có tự giác, vẫn có Bồ Đề, vẫn có hạnh phúc dưới những hình thức khác. Và bây giờ mình đặt câu hỏi rất đơn sơ, Bụt có thể nhận diện qua một cái hình thức khác hay không? Nghĩa là một hình thức không phải con người hay không? Thì Kinh Kim Cương nói rất là rõ, là nói rằng phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Là nếu mà anh bị mắc kẹt vào cái tướng là tướng con người thì anh không thấy Bụt được. Bụt không phải chỉ là con người. Và trong Kinh Kim Cương có nói rõ là nếu mà đi tìm Bụt qua hình tướng, qua âm thanh, thì chắc là không có tìm ra được nó. Dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai. Có người, người nào mà đi tìm Bụt qua hình sắc, qua âm thanh, thì người đó đang đi trên con đường tà và ít có cơ hội để thấy được Như Lai. Nói rất là rõ như vậy. Thành mình đừng có kẹt vào cái tướng Bụt phải là con người. Bụt có thể là một hành tinh. Như trái đất của mình là một vị Bụt. Ở trong trái đất nó có tuệ giác, nó có Bồ Đề, nó có hạnh phúc, nó có nhiều đức tính khác. Và vị Bụt này là một bà mẹ. Bụt không phải chỉ là đàn ông. Ở trong Cơ Đốc giáo thì thường thường người ta nghĩ tới Thượng Đế là đàn ông thôi, không thể nào là đàn bà được. Nhưng mà trong Đạo Bụt á, là có Phật bà. Và vì vậy cho nên trái đất là Phật bà, là mẹ. Mẹ của ai? Mẹ của các vị Bụt dưới hình thái của người. Và mẹ của những vị Bụt dưới hình thái khác. Tại một cái thông, một cái thông hay là một bông hoa hồng cũng là Bụt. Và không những con người thành Bụt thuyết pháp, mà cái thông nó cũng đang thuyết pháp. Cái tùng nó đang thuyết pháp và bông hoa nó đang thuyết pháp. Nó thuyết pháp về cái gì? Nó thuyết pháp về vô thường, vô ngã, tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, các bồ đề phần, bát tánh là phần. Cho nên là trong Đạo Bụt á, nhìn với con mắt Đại Thừa, mình thấy Bụt khắp nơi. Mình thấy Bụt nơi một đóa hồng, mình thấy Bụt nơi một cái tùng. Và vì vậy cho nên, nếu mà thấy được như vậy, thì mình sẽ không có khó khăn nhận diện rằng trái đất mình là một vị Đại Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa, hay là mặt trời là một vị Bụt, gọi là Bụt Đại Nhật Như Lai. Và mình không có bị kẹt vào cái tướng. Nếu mình không có bị kẹt vào cái tướng thì mình nhận diện được Bụt dễ dàng hơn. Mình hay có cái tánh kỳ thị. Khi mình nói chuyện tới buồn với sen thì mình thích sen, mình không thích buồn, mình kỳ thị buồn. Nhưng mà sự thật nếu không có buồn thì cũng có sen. Vì vậy cho nên không những trong sen có Phật tánh, mà trong buồn cũng có Phật tánh, trong buồn cũng có Phật tánh.
Và trong kinh Bát Nhã nói rõ ràng cái Phật tánh đó nó không dơ, không sạch. Không dơ, không sạch. Không thêm, cũng không bớt. Cho nên mình phải có cái con mắt gọi là vô tướng, animita, thì mình mới có thể nhận diện được sự mặt của Bụt. Bụt không phải chỉ là dưới hình thức của một con người. Bụt có thể là một hành tinh, Bụt có thể là một bông hoa, một viên sỏi. Và vì vậy cho nên ở trong kinh có nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bởi vì cho nên mình làm sao để lấy được đi cái ranh giới giữa Bụt và chúng sanh. Thì khi mà trước khi mình lại Bụt đó, thì mình được dạy rằng mình phải quán chiếu cái tính duyên sinh đó của Bụt. Mình đọc cái bài Năng lễ sơ lễ tánh không tịch. Đứng trước đức trước tượng Bụt, mình nói là lạy Đức Thế Tôn, Ngài cũng dương sanh như là con vậy. Ngài tự tánh của Ngài cũng không vậy. Tức là Ngài được làm bằng những yếu tố không phải là Ngài. Một vị bông sen được làm bằng những yếu tố không phải bông sen. Một vị Bụt cũng được làm bằng những yếu tố không phải Bụt. Nhờ có phiền não, nhờ có khổ đau mà Ngài có thể thành Phật được. Cũng như bông sen, nhờ có buồn mới làm được bông sen. Thì con thấy Ngài như vậy. Và vì vậy cho nên con thấy con ở trong Ngài. Đó là nhìn vào Bụt, mình thấy tính không, the nature of emptiness của Bụt. Và mình thấy Bụt chứa đựng tất cả. Chứ không phải là Bụt là chỉ có trí tuệ, từ bi, tuệ giác, bồ đề, hạnh phúc mà thôi. Có đủ hết trong đó. Rồi mình nhìn lại mình thấy mình tuy là chúng sanh, nhưng mình cũng có Phật tánh. Và mình thấy rằng trong Bụt có mình, và trong mình có Bụt. Khi mà thấy được như vậy rồi, thì mới nên lạy. Và lạy như vậy thì mới có truyền thông. Còn nếu Bụt chỉ là Bụt, mình chỉ là mình, thì không có truyền thông đích thực. Cho nên phải lấy ra cái ranh giới giữa Bụt và mình, thì lúc đó lạy Phật mới có hiệu quả. Phật không phải là ngoài mình. Phật có thể ở trong mình. Cho nên khi mà lạy Bụt á, mình tiếp xúc được với cái Phật tánh ở trong con người của mình. Cái đó mới đúng. Còn mà nói Phật là khác, Bụt là khác, mình là khác, thì vĩnh viễn mình chỉ có thể là mình, Bụt chỉ có thể là Bụt thôi. Bụt không bao giờ trở thành mình không bao giờ trở thành Bụt hết. Và sự thông cảm giữa hai bên không có. Cảm ứng đạo giao nan tư nghị, nghĩa là cái sự cảm thông giữa hai bên Bụt và chúng sanh nó khó có thể diễn tả được. Tại vì mình thoát được cái thấy, gọi là cái thấy lưỡng nguyện, cái thấy phân biệt. Thì trong kinh Kim Cang á, nói rất là rõ, mình có một ý niệm về ngã, mình có một ý niệm về nhân, mình có một ý niệm về chúng sanh, là ba ý niệm đó. Và những ý niệm đó là những ý niệm cần phải vượt thắng. Nhìn vào ngã thì phải thấy những cái vô ngã. Nhìn vào nhân thì phải nhìn vào con người thì phải thấy những yếu tố không có người. Và nhìn vào chúng sanh thì phải thấy Phật. Đó là kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói mình phải bỏ ra bốn, lấy ra bốn cái ý niệm là ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng. Thọ mạng tức là cái đời sống của con người 100 năm. Và khi mà lấy được ý niệm thọ mạng đó rồi thì mình trở thành bất tử. Mình không phải là chỉ có mặt ở đây 100 năm thôi. Bây giờ có một cái ranh giới nữa mà chúng ta cần phải thoát,
là cái ranh giới giữa hữu tình và vô tình. Hữu tình đó, tức là chúng sanh, vô tình tức là những cái không phải chúng sanh, như là đất nước lửa gió, như là khoáng vật, ở tiếng Anh gọi là inanimate things. Góc thi sĩ Pháp của hỏi cái câu là objet inanime avez-vous donc inam, hỡi các vật vô tri kia, chúng bay có linh hồn hay không? Hỡi các vật vô tri kia, chúng bay có một linh hồn hay không? Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của mình cũng nói tương tự, làm sao em biết bia đá không đau? Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Tức là những cái đó nó có tình ở trong đó hết. Thành không thể gọi tôi đó là vô tình. Và nếu mình học về cái lịch sử của sự sống đó, thì mình thấy trước hết trái đất trong lịch sử của sự sống thì ban đầu thì là chỉ có vô tình thôi, các loại vô tình thôi. Rồi trong cái cháo, cái nước cháo của thời Nguyên Thủy, rồi từ từ mới sinh ra những các loại hữu tình đơn tế bào. Đơn tế bào. Nhờ sấm sét, nhờ cái gì đó mà tự nhiên nó sinh ra những cái sinh vật đơn tế bào ở dưới nước. Rồi những cái sinh vật đơn tế bào đó nó thành ra những sinh vật đa tế bào. Rồi thì từ dưới nước nó bò lên trên đất, nó thành ra cây cỏ, nó thành rong rêu, nó thành ra con này con kia, rồi nó thành ra con người sau. Như vậy cho nên không có ranh giới giữa các vật vô tình và hữu tình. Và khoa học bây giờ họ khám phá ra rằng những cái mình cho là vô tình đó, như là những cái quang tử hay là những cái điện tử, nó thông minh dữ lắm. Nó thông minh lắm. Nó có cái biết ở trong đó. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như là mình lấy một cái hộp bắp, mình nhìn vào trong hộp bắp, thì mình không có thể nói là hộp bắp là loài vô tình được. Trong hộp bắp nó có cái thức ở trong, nó có cái biết ở trong đó. Hộp bắp nó có tài năng, nó có cái biết. Mình chỉ cần gieo hộp bắp xuống đất thì nổi trong 7 ngày nó biết nảy mầm, nó trở thành ra cái bắp con. Và nếu tiếp tục thì nó có thể làm lá, làm hoa và làm trái bắp. Và như vậy nói là hạt bắp là vô tình là không có đúng. Nó là hữu tình, nó cũng hữu tình vậy. Mình được làm bằng những chất liệu vô tình. Và giữa hữu tình vô tình không có ranh giới đích thực. Cho nên đất đá cũng có Phật tánh. Không những con chó có Phật tánh. Ở trong thiền ta hỏi con chó có Phật tánh hay không. Nhưng mà cục đá kia cũng có Phật tánh. Thành ra mình phải tìm cách vượt thoát cái ý niệm Phật làm con người, buộc làm con người, buộc trí làm con người. Chúng ta có một bài
thiền hướng dẫn. Khá hay là cái bài mời Bụt thở, mời Bụt ngồi. Quý vị không biết có thực tập bài này không? Bài này hay lắm. Tôi thực tập rất là nhiều. Ngồi xuống, rồi mình nói mời Bụt thở, mời Bụt ngồi. Và Bụt ở đây không phải là một cái thực tại ở ngoài mình. Mình nói lời Đức Thế Tôn xin Ngài dùng cái xương sống của con để Ngài ngồi. Cái lưng của con để Ngài ngồi. Lời Đức Thế Tôn xin Ngài dùng cái phổi của con để Ngài thở. Mời Bụt thở, mời Bụt ngồi. Tại vì Bụt không phải là cái ngã. Mỗi khi mà thở có an lạc, có hạnh phúc, có bình an thì có Bụt. Mỗi khi ngồi có vững chãi, có thảnh thơi là có Bụt. Thành Bụt á, không phải là người, không phải chỉ là người. Mình đồng nhất Bụt với con người là nó sai. Hễ khi nào có vững chãi, có thảnh thơi, có an lạc là có Bụt. Mời Bụt thở, mời Bụt ngồi. Và mình biết rằng nếu Bụt không ngồi thì thôi. Bụt ngồi thì ngồi rất là thẳng và rất là thoải mái. Bụt không có thở thì thôi. Nhưng mà nếu Bụt thở là Bụt thở nhẹ. Và thở có ý thức. Thì cái câu đầu tiên là mời Bụt thở, mời Bụt ngồi. Rồi mình đưa hai lá phổi cho Bụt thở, mình đưa cái lưng cho Bụt ngồi. Và đó, cái đó là bắt đầu vượt thoát cái ý niệm Bụt làm cái thực thể ở ngoài mình rồi. Tại vì nếu Bụt thở bằng phổi của mình và ngồi bằng cái sống lưng của mình thì như vậy mình với Bụt rất là gần. Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi yên. Mình được thở nhẹ, mình được ngồi yên. Tại vì Ngài đang dùng cái phổi của mình để thở. Ngài đang dùng cái sống lưng của mình để ngồi. Thì nếu Ngài đang thở nhẹ, Ngài đang ngồi yên, thì mình cũng được thở nhẹ, mình cũng được ngồi yên, rất là hay. Và lúc đó mình có thấy Bụt làm cái gì ở ngoài mình nữa. Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi yên. Mình được thở nhẹ, mình được ngồi yên. Và nếu quý vị thích thú, thấy khỏe, thấy nhẹ, thấy yên, thì cứ như vậy mà thở. Hai câu đầu là mời Bụt thở nhẹ, mời Bụt ngồi yên. Mình thực tập 1 phút, 2 phút. Để cho Bụt với mình trở thành một. Rồi mình nói, Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi yên. Mình được thở nhẹ, mình được ngồi yên. Mình với Bụt là chung. Và cái bài tập thứ hai đó, nó đưa lại hạnh phúc thoải mái rất là nhiều. Thành ra mình muốn thực tập bao lâu cũng được. Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi yên. Mình được thở nhẹ, mình được ngồi yên. Rồi mình tiến tới một bước nữa. Tức là câu thứ ba. Bụt là thở nhẹ, Bụt là ngồi yên. Mình đi tìm một vị Bụt ngoài cái chuyện thở nhẹ, ngoài cái chuyện ngồi yên là không có. Thế anh là Bụt á, thì anh biết thở nhẹ và anh biết ngồi yên. Nếu anh không có cái đó thì anh không phải là Bụt. Vì vậy cho nên Bụt không phải là một hình hài. Bụt là sự có mặt của hơi thở nhẹ nhàng và cái dáng ngồi bình yên. Bụt là thở nhẹ, Bụt là bình yên. Đi tìm Bụt ở đâu nữa? Mình thấy hơi thở đang nhẹ này, và dáng ngồi bình yên thì mình thấy có Bụt rồi đó. Ngay trong giới hiện tại. Đó là cái nhìn vô tướng về Bụt. Bụt đang thở nhẹ,
Bụt đang ngồi yên, mình được thơ nhà, mình được ngồi yên. Bụt là thơ nhà, Bụt là ngồi yên. Mình cũng vậy, mình có cái ngã riêng, mình là thơ nhà, mình là ngồi yên. Vì vậy cho nên cái ranh giới giữa mình và Bụt xóa, xóa liền lập tức. Bụt là hơi thở nhẹ, Bụt là thế ngồi yên. Mình là hơi thở nhẹ, mình là thế ngồi yên. Thì như vậy mình với Bụt là một rồi. Vượt thoát cái niệm em. Bụt là thở nhẹ, Bụt là hơi thở nhẹ, Bụt là thế ngồi yên. Mình là hơi thở nhẹ, mình là thế ngồi yên. Rồi đi tới một cái nữa, thì đốn ngã cái cây ngã chấp. Đó là bài tập thứ tư, là chỉ có thở nhẹ, chỉ có ngồi yên. Không ai thở nhẹ, không ai ngồi yên, vô ngã. Có Bụt và có mình, nhưng mà mình và Bụt đều là hơi thở nhẹ, đều là dáng ngồi yên hết. Không cần phải có một chủ thể, không có cần có một cái ngã. Và với cái bài thứ tư đó, mình vượt thoát được cái chấp là có một cái ta, nó đang thở nhẹ, nó đang ngồi yên. Sự thật á, chỉ có cái sự thở nhẹ và sự ngồi yên nó đang xảy ra thôi. Thì không có cần có một cái ta, nó đang thở nhẹ, nó đang ngồi yên. Ví dụ như gió thổi, hay máy bay, hay là mưa rơi, thì gió thì có những là nó thổi rồi. Gió thì không có cần thổi nữa. gió không cần thổi nữa. Nếu mà không thổi thì đâu phải gió. Còn mưa mà không có rơi thì đâu phải là mưa nữa. Và mình nhìn cho kỹ thì mình thấy một cái ngã, nó chủ trương thổi, và một cái ngã nó chủ trương rơi. Nói tiếng Anh đây, there is no blower, there is no rainer, there is only the wind and the rain. Chỉ có thở nhẹ, chỉ có ngồi yên. Không ai thở nhẹ, không ai ngồi yên. Bụt của mình như là những cái ngã không có. Chỉ có thở nhẹ, chỉ có ngồi yên. Rồi ví dụ như mình nhìn về địa cầu của mình thấy rằng địa cầu cũng thở nhẹ, địa cầu cũng ngồi yên. Bởi vì trên địa cầu là một vị Bụt. Mình không có cần phải tưởng tượng vì Bụt là một trong dưới hình dáng một con người. Khi nào có sự yên tĩnh, khi nào có sự an lạc, thì khi đó có Bụt. Bụt không phải là một chủ thể. Vậy vậy cho nên khi mà đi tới bài thứ 5 thì mình thấy rất là rõ. An khi thở nhẹ, lạc khi ngồi yên. Có an và có lạc là tại vì có thở nhẹ và có ngồi yên, thì có an và lạc. Không có cần phải có người an, có người lạc, mà vẫn có thể có an, có lạc như thường. Đâu có cần phải cái ngã đó rồi mới có an, lạc được. An khi thở nhẹ, lạc khi ngồi yên. An là thở nhẹ,
lạc là nguyện. Nói tóm lại là chỉ có thân nhẹ, chỉ có ngồi yên, và nhờ vậy nó có an và nó có lạc. Còn không cần có một cái ngã, không cần có buộc, không cần có mình, mà những cái đó nó vẫn có. Và vì vậy cho nên muốn đi tìm buộc á, mình không có cần phải trở về Ấn Độ 2600 năm trước. Mình cũng không cần đi vô chùa, tại vô chùa chỉ thấy tượng buộc bằng cẩm thạch thôi, hay là bằng đồng thôi. Tại vì nếu mà mình thoát khỏi cái thấy hữu tướng đó, bắt buộc là buộc phải là con người, buộc phải có cái 80 tướng, 32 tướng tốt, 80 tướng đẹp á, thì lúc đó là mình kẹt rồi. Tại mình đi tìm buộc qua hình thức của bản thân rồi. Và vì vậy cho nên nếu mà mình ngồi yên, nếu mà mình thở nhẹ được, nếu mà ngồi yên được và chế tác là hỷ lạc và giải thoát, thì có buộc liền. Và buộc đó là buộc thật, không phải là buộc bằng đầm hay bằng đá. Và chính nhờ những cái phiền não đó, những cái bất an, những cái lăng xăng, những cái rối loạn, cho nên mình mới có khuynh hướng đi tìm buộc. Rồi từ những cái rối loạn, những cái lăng xăng, những cái bức xúc, những cái khổ đau, những cái buồn tủi đó, mà mình làm ra cái chất thánh thơi, an lạc, cũng như là nhờ cái buồn đó mà mình làm ra được cái mộng sẽ. Cho nên đừng có đi chạy trốn những cái phiền não, những cái khổ đau. Nếu mình biết cách thì những cái phiền não, những cái khổ đau đó được sử dụng để trở thành hạnh phúc, bồ đề và tuệ giác. Thành ra cái câu hỏi đơn sơ là thành buộc rồi, có cần phải tu nữa hay không? Nó rất là hay. Thành buộc nghĩa là có hạnh phúc, có bồ đề, có tuệ giác. Mà có rồi, mà nếu mình không có tiếp tục thực tập, thì mấy cái đó nó cũng đi thôi, cũng mất từ từ thôi. Vì vậy cho nên phải nuôi dưỡng nó bằng sự thực tập. Mà nuôi dưỡng nó, thực tập nó, phải sử dụng những cái khổ đau, phiền não và si mê để tạo, tiếp tục tạo hạnh phúc, bồ đề và tuệ giác. Ở trong Phật giáo Đại Thừa nói rất là rõ, phiền não tức là bồ đề. Phiền não tức là bồ đề. Và niết bàn tức là sanh tử. Niết bàn tức là sanh tử. Niết bàn và sanh tử nó là một cặp bài trùng. Nếu không có cái này thì không có cái kia. Cũng như mặt trái và mặt phải đó, nó là cặp bài trùng, không có trái thì không có phải. Thì niết bàn và sanh tử cũng vậy. Cho nên mình, nếu mình nghĩ rằng khi mà có niết bàn rồi thì không còn sanh tử nữa, tức là mình kẹt vào cái thế lưỡng nguyên rồi. Cho nên có một vị thiền sư mà khi mà đệ tử hỏi con đi tìm niết bàn ở đâu, thì vị thiền sư nói con tìm nó ngay ở trong sanh tử đó. Rất là rõ. Nó là sinh tử đó, nhưng mà nhìn cho kỹ, cho sâu đó, thì nó chính là niết bàn. Cho nên cái sự thực tập hàng ngày của mình đó, nó phải thực tế. Với những bước chân, với những hơi thở, với những lời nói, mình làm sao tạo ra chất bình an, chất hỷ, chất lạc. Từ những cái không bình an, không hỷ, không lạc, mà mình tạo ra được cái bình an, hỷ và lạc. Luôn luôn sử dụng buồn để làm sen, luôn luôn sử dụng phiền não để chế tác bồ đề, đó là công việc của mình. Cho nên chế tác hạnh phúc á,
nó có liên hệ tới cái chuyện xử lý phiền não. Hay xử lý phiền não được là chế tác hạnh phúc được. Hai cái tuy là hai nhưng mà kỳ thực là một. Cho nên đừng có chạy trốn khổ đau, nắm lấy cái khổ đau đó và học cách chuyển nó thành ra hạnh phúc. Ngã ở đâu thì chống chỗ đó và đứng dậy. Hôm nay chúng ta học về cái cách thức làm việc của thức A-lại-da. Nếu quý vị có cái 37 tùng thì quý vị mở ra. Bắt đầu bằng câu tiếng Việt đó, cái bài thứ ba là không biết được biểu biệt. Của chấp thọ và xứ. Chữ Hán là bất khả tri, chấp thọ dữ liệu. Tiếng phạn là chữ liễu đây á, tiếng Việt mình dịch là biểu biệt. Cái chữ này là chữ của thầy Huyền Trang dùng để dịch chữ Vishnapti. Vishnapti mình đã dịch là biểu biệt, và mình hiểu chữ biểu biệt là biểu hiện ra để cho người ta nhận thức. Biểu biệt ra để cho người ta, biểu hiện ra để cho người ta nhận thức được. Ví dụ như sư cô Trần Tuyết Hoa có tài vẽ, nhưng mà mình nhìn sư cô mình đâu thấy cái tài vẽ đó. Khi cô ta ngồi xuống vẽ ra một cái bức thì mình mới thấy cái tài đó nó biểu hiện ra và mình nhận thức được. Biểu hiện ra để được nhận thức gọi là biểu biệt. Và trong tiếng Phạn, cái tiền từ vi này nó hay có nghĩa là để được nhận thức. Những cái danh từ nào mà thuộc về nhận thức thường thường hay có chữ vi, là vijnana là thức. Biểu biệt ra, biểu hiện ra để được nhận thức. Thì đó thầy Huyền Trang thầy dịch là chữ liễu. Thì thường thường ở Việt Nam học á, thì mình được dạy rằng không biết được, không có thể biết được. Asamviditaka là không có biết, không có thể biết được.
bất khả trị, không biết được cái gì. Thì thường thường ở Việt Nam mà học tăng thường được học là không biết được cái chấp thọ, cái xứ và cái liễu, và coi ba cái đó là ba cái khác nhau, ba cái riêng ra. Thì ba cái đó trước hết là upadi. Tức là chấp thọ. Sthana là xứ. Và liễu tức là biểu biệt. Vishnakti. Theo cái văn phạm của tiếng Pali ấy, thì khi mà ba cái danh từ nó đi chung với nhau, Upadi là một, Sthana là hai, Vishnapti là ba, cái đó là cái thể thức văn và. Nhưng mà khi mà mình có một cái danh từ nó làm đối tượng trong danh từ khác á, complement d'objet đó, thì gọi là tat-purusha. Vì vậy cho nên theo đúng cái nguyên tắc á, là phải dịch rằng là không biết được biểu biệt của chấp thọ và xứ, không thể biết được cái sự biểu biệt của chấp thọ và xứ. Phải dịch như vậy mới đúng. Biểu biệt tức là sự biểu hiện. Cái thức thứ 8 á, nó là biểu hiện ra để cho mình nhận thức. Trước hết nó là biểu hiện ra cái chấp thọ và cái xứ. Cái cách làm việc của nó là chấp thọ này tức có nghĩa là tiếp nhận và duy trì chấp thọ. Tiếp nhận và duy trì. Receiving and holding. Tại vì tàng thức á, cái tên của nó là cất giữ. Nó tiếp nhận những hạt giống mình bỏ vào trong nó và nó giữ gìn đừng làm cho mất. Ví dụ như là mình học tiếng Anh hay là mình học nhạc, thì những cái hạt giống của tiếng Anh, cái nhạc nó rơi vào trong tàng thức, thì tàng thức tiếp nhận cái đó và giữ gìn đừng để cho nó mất. Cái đó là tiếp nhận và duy trì. Trước hết là tiếp nhận duy trì cái gì? Là cái hạt giống. Và sau đó là tiếp nhận và duy trì cái hình hài của mình. Và cái môi trường của hình hài đó. À, và không phải cái môi trường mà cái nó tiếp nhận cái năm căn và hình hài của mình. Hình hài của mình là chỗ nương tựa cho năm căn, tức là cái này là cái thân thể của mình và cái hạt giống của mình. Thì Alaya có trách phụ tiếp nhận nó, cái hình hài của mình và có năm căn và cái hạt về những cái hạt giống đó. Mà hạt giống này á, là hạt giống gì? Hạt giống này á, là những cái tướng trạng gọi là tướng
Ví dụ mình có một sư em ở bên Thái Lan vừa mới qua, mình chưa biết em. Lần đầu tiên mình thấy cái tướng trạng của sư em đó. Lần đầu tiên mình nhìn thấy sư em. Tại sư em được xuất gia trong khi mình đang ở bên này. Bây giờ mình lần đầu tiên mình thấy được cái tướng trạng sư em. Và cái tướng trạng đó nó được rơi vào ở trong cái tàng thức của mình như là một hình ảnh, như tướng. Tướng của vạn sự vạn vật, ví dụ như tướng của cái tùng hay là của con chim, con chim bồ câu, thì những cái tướng đó nó rơi vào ở trong tâm thức của mình và tàng thức nó tiếp nhận những cái tướng đó và nó duy trì những cái tướng đó. Ban đêm mình nằm mơ thì những tướng đó nó sống dậy và mình thấy những cái đó. Nó không có để cho mất. Và hạt giống tướng trạng rồi mà còn hạt giống danh ngôn. Danh ngôn tức là cái tên. Ví dụ mình thấy có một cái bánh mà mình chưa biết. Mình thấy cái tướng của cái bánh nhưng mình chưa biết cái bánh đó tên là gì. Thì nói cái bánh đó là bánh nậm, hay là bánh ít, hay là bánh chả cầu, hay là bánh đúc. Thì những cái danh từ đó, những cái danh ngôn đó nó cũng là hạt giống. Và nó rơi vào tiềm thức của mình. Và thường thường một cái tướng nó đi theo một cái danh. Và khi nào mà nghe cái danh đó thì cái tướng đó nó hiện ra. Và thấy cái tướng đó thì cái danh kia hiện ra. Đó là những cái hạt giống gọi là tướng trạng và danh ngôn. Nhiều lắm, trong này nhiều lắm. Nhưng mà nếu nó chỉ rơi vào một lần thôi thì cái hình ảnh của nó, cái hạt giống đó nó hơi, nó còn yếu. Thành ra mình nhớ lại hơi khó. Mình đã nghe tên sư em rồi, mình đã thấy tướng sư em rồi, kỳ sau mình quên, mình nói sư em này tên là gì à? Vậy cho nên phải lặp lại 3 lần, 5 lần, 7 lần thì tự nhiên cái hạt giống nó vững ở trong này. Cái đó gọi là huân tập. Huân tập là học hỏi, nó trở thành ra một cái thói quen. Lần sau thấy cái mặt, cái tên nó hiện ra liền lập tức. Bây giờ thấy cái mặt, cái tên nó chưa hiện ra. Và cái loại hạt giống thứ ba gọi là phân biệt tập khí. Tập khí phân biệt. Tức là thói quen nó phân biệt ra. Cái này không phải là cái kia. Cái kia không phải là cái này. Cô Bạch Nghiêm không phải là cô chùa xưa. Hai cái khác nhau. Cha không phải là con. Phân biệt như vậy đó. Thực tại thì nó không phải như vậy. Thực tại là cái này nó nằm trong cái kia. Không có thể lấy ra khỏi được. Nhưng mà cái óc của mình á, thì nó phân biệt. Nó nói cái này thì không phải cái kia. Hay bên trái là không phải bên phải. Mà sự thật là bên trái bên phải. Nó đi đôi với nhau. Không có cái này, không có cái kia. Mình không có thấy được. Cái đó gọi là tập khí phân biệt. Vikalpa Vasana. Vasana tức là cái thói quen, cái sự huân tập. Vikalpa là biến cái chấp. Biến cái chấp nghĩa là cái này, chỉ là cái này thôi, cái này không phải là cái kia được.
Đó là cái sự sai lầm của mình. Sống không phải là chết, chết không phải là sống. Ta không phải là người, người không phải là ta. Chúng sanh không phải là buộc, buộc không phải là chúng sanh. Thì mình huân những cái đó, mình đưa những cái vào trong tâm thức. Thì đó là những cái hạt giống mà hàng ngày mình tiếp nhận và mình giữ gìn trong cái tàng thức của mình. Và thứ hai nữa là nó tiếp nhận năm căn về hình hạng. Tùy theo cái nghiệp của mình mà cái quả báo nó cho mình một cái hình hài và năm cái căn đó mắt tai mũi lưỡi thân như thế nào. Cũng từ ở dưới Araya biểu hiện ra hết. Và Araya có bổn phận phải tiếp nhận cái hình hài có năm căn này và phải duy trì cho nó sống. Duy trì cho nó. Và nếu không có Araya thì cái hình hài này không phải là hình hài sống. Một cái thây ma, một cái xác chết. Nếu không có Araya thì không có năm căn, có thần kinh hệ, mà chỉ có một xác chết thôi. Tuy là có mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng mà cái đó là xác chết, chứ không phải là. Vì vậy cho nên cái năng lượng mà duy trì sự sống cho cái hình hài của mình và năm căn của mình là Araya. Cho nên mình nói là khi mà xúc á, mà phát hiện là do Araya, căn và trần tiếp xúc với nhau, thì bồ ba đó nó làm ra xúc là như vậy. Và Araya, thức Araya, nó tiếp nhận, nó duy trì những hạt giống đó, hình hài đó. Và nó chia sẻ với những cái đó, những cái hạnh phúc, những khổ đau, những cái an nguy. Những cái an và những cái nguy. Cái đó là chấp thọ. Biểu biệt ra chấp thọ và biểu biệt ra xứ. Xứ là sthana, tiếng Pháp dịch là amplasma. Tại vì nếu mình có năm căn và có hình hài mình á, thì mình có một cái môi trường, cái môi trường cho năm căn và hình hài đó. Cái đó gọi là khí thế gian. Xứ này là amplasman, the place. Và tùy theo cái nghiệp của mình trong quá khứ mà mình có liên hệ với cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, cái xứ đó. Ví dụ như ở đây là làng Mai, là một cái làng quê mùa ở nước Pháp. Ấy vậy mà chúng ta có cái nghiệp chung. Và do những cái hạt giống nào đó, do cái tập khí nào đó mà hôm nay chúng ta ngồi với nhau ở đây. Thì cái đó là một biểu hiện của Araya. Chúng ta không đang ở một thành phố lớn, chúng ta không có vui đùa, vui chơi, và có những cái hoạt động khác mà chúng ta về đây để ngồi thiền với nhau, để đi thiền hành với nhau, để thở với nhau. Thì cái chỗ đó làm cái amplasma. Cái chỗ gọi là sthana, là xứ. Thì nếu chúng ta là những vị xuất sĩ có hạnh phúc ấy, thì chúng ta cứ đầy hoài. Tại vì ở đây chúng ta nuôi dưỡng được cái hạnh phúc, nuôi dưỡng được tình huynh đệ. Và cái chỗ này là cái chỗ của chúng ta gọi là xứ amplasma.
Nhưng mà nếu trong chúng ta có một người mà tự nhiên nghĩ tới một nếp sống khác và muốn đi ra lập gia đình chẳng hạn, thì tự nhiên những cái hạt giống đó, những cái thấy đó, những cái tập khí đó, nó làm cho người đó có thể rời bỏ chỗ này để đi tới một chỗ khác, đánh mất tăng thân, đánh mất cộng đồng. Thì cái đó là do nghiệp hết. Tiếp tục ở với làng hay là bỏ làng là mình tiếp tục có cái sthana đó, xứ là cái căn cứ đó, cái chỗ đó. Và cái xứ nó có cái từ biểu và cộng biểu, nó có cái individual manifestation và collective manifestation. Thì đối với chúng ta, những người xuất sĩ và cư sĩ ở thường trú làng Mai ấy, thì chúng ta có một cái liên hệ gần gũi và chặt chẽ với làng Mai hơn. Còn các bạn thiền sinh ở các nước tới, họ cũng có liên hệ với làng Mai, nhưng mà mỗi năm họ về được có một lần thôi. Vì vậy cho nên làng Mai là của chung, nhưng mà đối với chúng ta nó rất là riêng. Những người thường trú nó rất là riêng. Đối với những thiền sinh tới thì cũng là của chung đó, thì nhưng mà cái phần riêng nó chỉ có ít thôi, mỗi năm về được một lần thôi. Thành cái xứ này á, mình có liên hệ mật thiết nhiều hơn đối với những người thiền sinh mỗi năm có về một lần. Và có những người ở trong làng này họ chưa bao giờ tới đây, thì cái này có cũng như không, thành là họ cũng không cùng một xứ, họ không cần một cái âm plasma. Vì vậy cho nên cái hoàn cảnh của mình sống đó là cái nghiệp. Tại vì cái nghiệp là cạt ma đó. Cạt ma đó. Thì nó đưa tới báo. Nghiệp nhân nó đưa tới quả báo. Mà cái quả báo đó nó có hai phần. Một là y báo, hai là chánh báo. Chánh báo tức là hình hài và năm căn của mình. Còn y báo là cái sthana, là xứ, là cái hình hài của mình nó được ở vào trong cái môi trường. Và môi trường đó do mình đã gieo nhân trước, cho nên mình mới có môi trường đó, chứ không phải tự nhiên mà mình sanh vào cái môi trường đó và mình có hẳn cái môi trường đó. Ví dụ như có những em còn trẻ, nó chưa đi xuất gia, nhưng mà trong đó nó có cái hạt giống muốn tu. Và nếu nó gặp được các thầy, các sư cô ở Việt Nam, ở Diệu Trà, ở Long Thành, ở Từ Hiếu chẳng hạn, thì nó phát tâm Bồ Đề, nó đi tu, thì những cái điều kiện, những cái duyên từ từ nó góp tới. Rồi một ngày mai nó qua bên làng Hồng và nó tham dự vào cái xứ là cái môi trường này. Thì nó có duyên với nhau hết. Nếu không có duyên thì không có ở chỗ đó. Ví dụ như người ưa ma túy thì thường thường tìm tới cái chỗ có ma túy. Cái đó là cộng nghiệp và cộng báo, collective karma, collective retribution. Báo tức là retribution. Còn những người mà cái cơ mà thích âm nhạc á, họ tới chung với nhau. Những người gay, lesbian họ tới với nhau. Họ có cái cộng báo với nhau, họ thấy thoải mái với nhau. Tại vì những người khác kỳ thị, thành họ cảm thấy không có thoải mái. Vậy vậy cho nên cái âm plasma đó, cái xứ đó, nó là một cái collective manifestation của nhiều người. Ví dụ như mình tới làng Mai, thì mình được đi thiền hành mỗi ngày. Mình được ăn chay mỗi ngày.
đó là cái xứ. Và có những người mình thích cái trường đó và mình cứ ăn chay hết suốt đời, mình đi thiền hành mỗi ngày mình có hạnh phúc, là tại vì trong quá khứ mình đã có cái chủng tử nào đó, gạt giống nào đó, có cái duyên nào đó mình gây ra, cho nên hôm nay mình mới có mặt tại đây. Cái đó là xứ, là môi trường. Vì vậy cho nên xứ này là cái môi trường. Và môi trường này cũng là của Alaya nó hiện ra. Và đừng nói là Alaya của tôi hiện ra hay là của anh ấy hiện ra. Người ta thường hỏi là có phải là mỗi người có cái Alaya riêng hay không? Thì theo cái tuệ giác của Đại Thừa, riêng và chung là một cặp bài trùng khác. Cái riêng nó dựa vào cái chung mà có, và cái chung nó dựa vào cái riêng mà có. Không có cái gì hoàn toàn riêng mà cũng không có gì hoàn toàn chung. Không có cái gì hoàn toàn chung, không có gì hoàn toàn riêng. Cái riêng và cái chung nó dựa vào nhau mà có. Có thể nói riêng nhiều hay là chung nhiều, nhưng mà không thể nói hoàn toàn riêng hoặc hoàn toàn chung được. Vì cho nên đừng có hỏi cái câu Alaya là mỗi người có cái riêng hay là tất cả đều có cái chung. Cho nên mỗi vật như là một cái hòn củi hay là một cái lá cây đó, nhìn vào trong đó mình thấy cả vũ trụ trong đó. Thì nó không hẳn là riêng đâu. Nó chung trong, nó có chung trong. Cái chung nằm trong cái riêng và cái riêng nó nằm trong cái chung. Và vì vậy cho nên mình phải dịch rằng là cái biểu biệt của Thức Alaya, cái biểu biệt về chấp thọ và xứ, hai cái biểu biệt đó là mình không có thể biết được, không thể quan niệm được, không thể conceive được. Tại vì nó làm mau lắm, nó làm bất khả tư nghị lắm, bất khả tư nghị hơn, bất tư nghị biến. Tức là cái sự huân tập của những hạt giống đó, nó đi vào như thế nào rất là mầu nhiệm. Nó đi vào lúc nào mình cũng phải. Ví dụ như có cái anh chàng đó mới thấy cái cô đó có lần đầu, mà cái hình ảnh cô đó nó đi vào một cái, nó có một lần thôi mà về ngủ không có được liền. Nó mà anh ta có muốn, đâu có muốn như vậy. Đó là anh chàng của Giang Kiều đó, Tú Yên đó, thấy cái cô đó cái dính liền. Rồi cái đó nó từ từ nó lớn lên trong người. Thành những cái mình học hỏi cũng vậy, bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. À, mấy em bé đó ở bên Pháp đó, nó đâu có đi học tiếng Pháp bao giờ đâu. Từ 1 tuổi cho tới 3, 4 tuổi nó đâu có đi học đâu. Mà nó nói tiếng Pháp rất là giỏi, nó có học đâu. Tại vì nó nghe người lớn nói, rồi nó đi vô vậy thôi. Cái đó là bất tư nghị huân. Bất tư nghị là không có thể nghĩ được, không thể bàn được. Nghĩ tức là nói năng. Bất tư nghị là không thể nói năng, không thể bàn luận được. Và cái cách thức của Alaya là nó huân, rồi nó biến một cách rất là bất thường, không có thể nào tưởng tượng được. Với cái hard disk của mình á, cái disk đưa của máy tính á, thì mình còn có thể hiểu được. Tại vì chính mình đưa vào những cái dữ liệu vào trong đó, và khi mình đi tìm á, thì nó hiện lên, thì cái đó mình có thể hiểu được. Nhưng mà Alaya là không thể hiểu được, gọi là bất khả trị. Bất khả trị, tức là Asamviditaka. Asamviditaka. Hai cái đó là không có thể biết được, tại vì nó bất tư nghị. Hai cái đó là biểu biệt chấp thọ và biểu biệt xứ.
Cái bản dịch tiếng Anh nó phải sửa lại một chút. Phải dịch là it's a manifestation as appropriation and locality. Locality. It's a manifestation of appropriation and locality cannot be known intellectually. Phải dùng chữ manifestation cho locality mà cho appropriation. Locality là xứ đó. Locality là xứ đó. Mình tiếng Pháp mình dịch là emplacement. Bức tường nghỉ biển. Nó đi vào trong tầng thức một cách rất là bất tư nghị, và đến khi từ thẳng thức nó biểu hiện ra thì biến này tức là biểu hiện ra thì nó cũng bất khả tư nghị. Thôi từng đó đủ rồi trong thời nhất đầu.